Bye bye. Bye. Bữa nay là ngày 14 âm lịch. Ngày 14 với 15 âm lịch đó thì đi xuống xin cơm quán cơm chay Thiện Duyên để mang đi cho bà con ở trong shop. Thì đây là cái quán cơm Thiện Duyên nè. Cơm Thiện Duyên nè bà con. Tháo cái giỏ này ra để đi vô đựng cơm. À, 14, 15 là mình xuống đây mình xin cơm. Xin cơm ở quán cơm Thiện Duyên nè. À, này là chị Bảy. À, thấy anh em phục vụ ở đây nè. À, mình xuống mình lấy 50 hộp cơm. Anh đó là anh Bảy á. Cái này là cơm mình lấy đi cho nè. Mới đi lấy cơm ở dưới quán Thiện Duyên nè. 50 hộp. À. Chút nữa phát cái này xong mới trở về lấy. Dặn nó xin nó trước rồi. Này người ta có làm, người ta có cho tàu hũ nữa nè nha bà con. Thì 14 với 15 á thì mình lấy cơm ở dưới Thiện Duyên. Thì ở dưới Thiện Duyên người ta cho cơm chay. Mà cơm chay của người ta cũng hấp dẫn lắm nha bà con. Tôi phần tôi thì thêm cái này, thêm chim cút với xúc xích. Chút nữa đi phát là phát mớ rau này nữa nè. Để chút chạy vô dặn tôi nó. Rau chở không hết, để lại chút nữa đi phát xong rồi chở tiếp. Cứ 2-3 ngày là vô Phnom Penh lần.
Pi này là cho nhiều nhất. Rung Pi với Sóc Thun. Rung Pi là có chùa này nè. Cái xã Châu Lăng này nó có tới 600 mấy hộ nghèo với cận nghèo, mà nhiều nhất là ở Rung Pi, Tòn với Sóc Thun. Dân giàu thì sống ở ngoài nè, dọc đường này nè. Còn dân nghèo sống ở trong trong chân núi. Đây là ở cuối làng. Bên này trong bàn phải lại mà vô nè. Cái này là rau nè, còn cái này là cơm. Mơ là sờ lạnh xây vô nắng à. Vô, vô một tô có bán nè. Mơ Hôm nay ta ta lông mi. Chà, lông mi chẳng bán. Ừ. Lược với chanh. Mơ không nên miên nè. Nó nên ba sa thuộc về vô 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 rồi. Vô cho mập áp và lỡ đò đò ỏi Pi. Vô vô sông bái tha tha sông bái tới rồi sông muối đò ỏi vô Pi. Chạy vô hả? Nên vô khánh ba sa tu kì. Bye bye. Bye phải ai vậy? Nè. Mình đã trồng muối vậy đó. Ngọc đó hả? À, lấy đi. Lấy cơm không? Quát hôm quát vô khuôn quát hả? Chè vô cho ạc chun Pi quát ạc hôm. Chúc coi quát rơ khuôn quát. Đấy chè rơ ai quát rồi. Quát hôm vô tới trao lên. Nẹp áo nẹp xên. Nẹp xên.
chua ra không Vinh? Clip ơi. Clip ơi. Ngọc trai ơi là. Chuyện anh nhỉ? Vô. Nhà nhà vui, chạy kia hôm. Chạy ai ta hôm không? Vô. Dìm chung anh. Chung anh miền hiên vô mà áo đi. Chạy hôm ấy. Chạy hả? Ừ.